bạn nhé. Video này mình sẽ review cho anh em cái sản phẩm DJ mới bên mình. DJ này có mã là KX1, và KX1 này là do shop mình tự đặt chứ không phải mã của nhà sản xuất nhé. Đấy, thì đây là DJ của hãng Cooling, Cooling đi. Và người sản xuất là Sehua, nhưng mà không phải Đông Sehua các bạn nhé, không phải Đông Sehua. Nói chung là Trung Quốc thì 1 tỷ dân thì người ta có thể trùng tên với nhau là chuyện bình thường, cái này không có gì lạ cả. Đấy, đây là DJ, nhà sản xuất Cooling và nhà phân phối là Cooling, còn nhà sản xuất là Sehua. Thì cũng giống như là các bạn thấy là Nanjin Hoàng Lai Minh ấy, hoặc là Linh Sơn Đông Sehua. Đấy, thì đấy là những cái mà hợp tác giữa nhà phân phối và nhà sản xuất. Đó, hai nhà sản xuất hợp tác với nhau thì nó sẽ có những cái tên như vậy. Đó, hoặc là của Linjin cũng thế, các bạn có thể nếu mà mua nhiều sản phẩm của Linjin rồi thì biết là khi chúng ta nhìn vào cái logo ở cuối này thì không phải là cái sáo là của Linjin, chúng ta cũng có thể thấy chữ Linjin, mà là có rất nhiều loại của Linjin phân phối nhưng mà là logo của những tên khác nhau các bạn nhé. Đấy, thì đây là cây KX1 bên mình, và mình thấy sau một nửa ngày trải nghiệm mình khui hàng cái này lúc sáng thì bây giờ là tối rồi, mình bắt đầu review cho anh em. Thì sau nửa ngày trải nghiệm thì mình thấy cái sáo này khá là ok. Đấy, giá thì chỉ loanh quanh khoảng 1 triệu, nhưng mà chất lượng thì có thể so sánh được với Đông Sehua 8881. Đây là theo đánh giá chủ quan của mình các bạn nhé. Đấy, thì về hình thức của nó, hai đầu được bọc giả sừng, cái này là nhựa các bạn nhé, nhựa giả sừng. Trên đầu thì khắc thơ này, khớp inox, khớp đơn ở giữa. Cuối thì cũng bọc giả sừng, dây cước màu trắng. Cái này nhìn sơ sơ thì sẽ thấy các bạn sẽ thấy là giống, khá là giống 8883, khá giống rồi. Đấy, hoặc là thay cái dây cước màu đỏ thì nó lại giống 8881. Đấy, mà nó là một cái sáo của một hãng khác các bạn nhé. Thì hãng này là hãng khá là nhỏ nhưng mà chất lượng tốt. Đấy, thì hãng nhỏ thì bao giờ cũng chúng ta cũng sẽ mua được với giá rẻ hơn là những hãng lớn. Đấy, thì tuy nhiên là cũng có những hãng nhỏ thì nó làm hàng không ổn thật, nó làm hàng đẻo thật, thì mình cũng đã từng mua phải rồi mà mình cũng không bán cho anh em. Đấy, thường thì mình sẽ mua thử mấy cây, nếu mà không được thì mình sẽ thanh lý hoặc là tặng các bạn. Đấy, còn những cái dòng mà ok như thế này thì mình sẽ nhập nhiều về mình bán cho anh em nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ review cho anh em về âm thanh. Đầu tiên là cái đô các bạn nhé. Cái đô này thì thích hợp với những người mới bắt đầu, mới học sáo, bởi vì cái ống nó bé, thứ hai là lỗ nó không bị xa. Đấy, nó không tốn hơi và không khó bấm. Và những người mà chơi sáo lâu rồi nhưng mà cần thổi những cái bài chuyên nghiệp hơn hoặc là những cái bài nhanh, những bài vui thì sẽ dùng cái đô. Rất là cao, rất là sáng, thì phù hợp với những bài vui. Tiếp theo là cây la. Cây la này thì sẽ thích hợp với những bạn mà chơi lâu rồi mà muốn có một cây sáo chơi lâu dài, thì cây la là tông rất phù hợp với những người như vậy. Đấy, cái bài, những cái bài nhạc trẻ, nhạc hoa bây giờ thì đa số là sẽ sử dụng tông la hoặc tông son. Đấy,
thì cái tông này sử dụng rất là nhiều. Và tiếp theo là tông son. Đấy, tông son này thì khá là trầm nhưng mà khá là hay, trầm ấm và hay, nhưng mà tuy nhiên nó sẽ tốn hơi. Các bạn mới tập chơi thì có thể nghe rất là hay, nhưng mà nếu mà muốn chơi thì phải chơi tông đô trước, xong đó chơi tông la, và cuối cùng là mới đến tông son thì chúng ta mới có thể chơi được. Bây giờ mình sẽ chơi bài Hồng Nhan Xưa vào cái sáu son này nhé. Ok, đó là âm thanh của ba cái tông sáo mà phổ biến nhất mà chúng ta hay sử dụng, tông đô, tông la, tông son. Thì về đánh giá của mình thì cây này, dòng này khá là ok. Về chất trúc thì mình thấy khá là nặng, khá là đầm tay. Trúc tròn, đầm tay, dài. Đó. Về
cái độ bắt hơi thì mình thấy là khá là bắt hơi. Những cái nốt si dáng hai, những nốt đặc biệt như vậy thì nó lên rất là ok, rất là trong, rất là nét, nó không bị xì, không bị mờ và cũng không bị xịt. Đấy, nhiều cây giá rẻ thì nó sẽ hay bị xịt những cái nốt đặc biệt như là si dáng hai hoặc là lên Dubazeba thì nó khó, nhưng mà dòng này thì lên khá ok. Về chất âm thì mình đánh giá là cũng khá là cao, cũng gần như là có thể so sánh được với ông Seihua 8881. Đây là theo đánh giá chủ quan của mình. Đấy. Về hình thức thì nó đẹp hơn ông Seihua 8881. Mình thấy màu sắc của nó rất là đẹp. Đấy. Về phụ kiện thì khá là ok. Phụ kiện thì chúng ta sẽ có khá là đầy đủ. Chúng ta có hai quyển sách này. Hai quyển sách, một cái hộp da như này. Đó, bên trong hộp thì chúng ta sẽ có túi nhung, một cái bảng hướng dẫn các nốt ở trên 6DG, hai gói màng dung, một gói của hãng và một gói của bên shop mình tặng này, một cái dây treo ngọc rất là đẹp. Đây, dây treo hoa sen nhưng mà không giống dây treo trầm tình. Dây treo này đẹp hơn dây treo của đống dây hua. Một cục a dao và một cái ốp bảo vệ bằng dung. Ốp bảo vệ bằng dung. Đó, phụ kiện khá là đầy đủ. Thì link tham khảo sản phẩm này mình sẽ để ở dưới phần mô tả của video các bạn nhé. Các bạn mà có nhu cầu đặt hàng hoặc là tham khảo thêm thì click link bên dưới phần mô tả các bạn nhé. Xin chào tất cả các bạn.